Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ. Tập 120. Chương 1191, năng lực của thiên nhân. Tuy nói Tiểu Điểu vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng Tiểu Điểu có thể nói cùng giai vô địch, giải quyết một đầu thần thoại sinh vật khó khăn đến vậy, cái này hết sức bất thường. Mặc dù số lượng thiên nhân nơi này không nhiều, nhưng tuyệt đối không thiếu, hồng quang thiên nhân cũng không phải chủng loại hiếm hoi gì. Lại có thể chiến đấu với Tiểu Điểu đến trình độ này, khiến Chu Văn cảm giác hơi giật mình. Chu Văn đã chú ý tới, vấn đề nằm ở chỗ thân pháp của thiên nhân, Chu Văn xem lâu như vậy vẫn không hiểu rõ. Thân pháp quỷ dị kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đi dọc theo đường núi đi lên trên đỉnh, rất nhanh lại thấy được hồng quang thiên nhân xuất hiện, Tiểu Điểu đã không còn tinh thần như trước. Tuy nói những tiêu hao trước kia chẳng thấm vào đâu, nhưng chiến đấu với hồng quang thiên nhân lại khiến Tiểu Điểu buồn bực, đã không muốn tích cực xông lên nữa. Chu Văn muốn biết thân pháp hồng quang thiên nhân này rốt cuộc có bí mật gì, thế là triệu hoán ra hai thanh hoàng kim chiến thần kích, để chúng nó một trái một phải bay về phía hồng quang thiên nhân. Hoàng kim chiến thần kích vô cùng sắc bén, lực công kích của nó bên trong thần thoại cấp coi như không tệ, nhưng chúng nó thực sự quá vụng về. Hai thanh hoàng kim chiến thần kích vây công công hồng quang thiên nhân, cũng không thể đụng vào nổ sợi tóc của nó. Một màn quỷ dị phát sinh, hoàng kim chiến thần kích đang không ngừng chiến đấu, thân thể vàng óng của nó lại xuất hiện vết rỉ màu đỏ. Mà vết rỉ càng ngày càng nhiều, khiến hai thần binh nguyên bản kim quang sáng lóa, lại biến thành đống sắt nát ném đi. Cái này là năng lực của hồng quang thiên nhân sao? Trong lòng Chu Văn run lên, hắn chưa bao giờ thấy qua loại năng lực này. May mắn Tiểu Điểu có thể chống cự loại lực lượng này, bằng không hậu quả khó mà lường được. Cong! Một thanh hoàng kim chiến thần kích rỉ sắt đầy mình đánh về phía hồng quang thiên nhân, kết quả không thể đâm trúng. Ngược lại thu thế không kịp, đâm vào vách đá, hoàng kim chiến thần kích cứ như thế gãy mất, một thần thoại phối sủng cứ thế biến mất. Ta đi! Rốt cuộc đây là tình huống gì? Chu Văn mở to hai mắt nhìn, dù sao cũng thần thoại sinh vật, nện vào tảng đá lại khiến mình đứt đoạn, cái này thực sự ly kỳ. Hiện tại Chu Văn rốt cuộc minh bạch Linh Dương lúc trước nói có ý gì, đám thiên nhân này không phải không mạnh, mà lực lượng của bọn nó khác dị thứ nguyên sinh vật bình thường. Đây rốt cuộc là loại lực lượng gì? Chu Văn lại lui lại một khoảng cách, cam đoan bản thân sẽ không bị những hồng quang kia ảnh hưởng, sau đó mới hỏi Linh Dương. Dù sao hắn chẳng qua là thần thoại cấp, mặc dù có năng lực khủng cụ cấp, nhưng tự thân vẫn chưa đạt trình độ khủng cụ cấp, vẫn cẩn thận mới tốt. Loại lực lượng quỷ dị kia, trước khi không biết rõ ràng nó là thứ gì, Chu Văn không muốn bị dính vào. Cong! Linh Dương vẫn không trả lời, mặt khác một thanh hoàng kim chiến. Thần kích bởi vì rỉ sét quả nhiều, lúc này cũng gãy mất, khiến Chu Văn trong khoảng thời gian ngắn mất đi hai thần thoại phối sủng, không khỏi hơi đau lòng. Mặc dù hoàng kim chiến thần kích dễ tuôn ra, Chu Văn còn hai thanh trên người, có điều kỹ năng của nó không tệ, kỹ năng để hợp thành phối sủng mới, người nào cũng không ngại nhiều. Sau khi hoàng kim chiến thần kích chết, hồng quang thiên nhân lại hướng về Chu Văn bên này bay tới. Hiện tại lại nhìn hồng quang trên người thiên nhân như đóa hoa phất phới, Chu Văn không cảm giác dễ nhìn, chỉ cảm giác có chút kinh dị. Không dám để cho hồng quang thiên nhân tới gần, Chu Văn triệu hoán ba tiêu tiên ra, ba tiêu tiên thổi ra một ngụm thái âm phong, liền trực tiếp đóng băng hồng quang thiên nhân trên không, sau đó nó đâm vào vách núi đá, thân thể biến thành vụn băng, chết oan chết uổng tại chỗ. Một quả trứng phối sủng hiện ra hồng quang lấp lánh rơi xuống, trong lòng Chu Văn vui vẻ, vội vàng nhặt lên, sau đó trực tiếp ấp. Một trứng thần thoại phối sủng còn không đến mức để Chu Văn kinh hỉ. Có điều trứng phối sủng này để Chu Văn biết thiên nhân rốt cuộc có kỹ năng và thuộc tính gì, đối với hành trình phía sau sẽ có trợ giúp cực lớn. Chỗ như thế này, nói không có khủng cụ cấp thiên nhân, dù thế nào Chu Văn cũng không tin, nếu có thế trước khi gặp khủng cụ cấp thiên nhân. Biết rõ ràng năng lực thiên nhân rốt cuộc thế nào, có phương pháp gì có khả năng khắc chế, tính nguy hiểm sẽ giảm xuống rất nhiều. Rót nguyên khí vào, trứng phối sủng hồng quang thiên nhân biến thành một đạo lưu quang bay về phía thân thể Chu Văn, trên vị trí bả vai tạo thành đồ án thiên nhân. Mặc dù Chu Văn đã tiếp thu được một ít tin tức thiên nhân truyền đến,
Có điều hắn vẫn nhìn số liệu điện thoại thần bí một chút, bởi hắn thích nhìn số liệu trực quan hơn. Xích thân thiên nhân, cấp độ thần thoại. Mệnh cách, thiên nhân phúc báo. Mệnh hồn, xích thân sắc quang. Vận mệnh chi luân, tiểu thiên nhân ngũ suy. Lực lượng, 63. Tốc độ, 78. Thể phách, 62. Nguyên khí, 71. Kỹ năng thiên phú, phi thiên, may mắn, phúc duyên. Phối hợp trạng thái, thiên nhân y. Chu Văn nghiêm túc nhìn tất cả năng lực xích thân thiên nhân về sau, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước đó tiểu điểu nhiều lần như vậy đều không thể bắn trúng nó. Xích thân thiên nhân không chỉ thân pháp tốt, càng đáng sợ chính là nàng có năng lực loại hình may mắn, phúc báo và phúc duyên. Mặc dù những năng lực này thoạt nhìn không có lực công kích, nhưng tác dụng tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Mà năng lực vận mệnh chi luân của thiên nhân kia chính là thiên nhân ngũ suy, phối hợp với năng lực may mắn và phúc báo, càng thêm biến thái. Thiên nhân ngũ suy có thể làm cho kẻ địch trở nên không may, không chỉ không may, còn sẽ già yếu diệt vong. Kẻ địch không may, bản thân lại có may mắn và phúc duyên, đối thủ muốn đánh chúng này, độ khó có thể nghĩ. Mặc dù xích thân thiên nhân này lực chiến không mạnh, nhưng kỹ năng và năng lực thật biến thái, mà loại kỹ năng may mắn và phúc duyên này có thể chuyển rời đến phối sủng chiến đấu hình, vậy càng thêm biến thái. Hiện tại Chu Văn hiểu rõ tại sao xích thân thiên nhân có thể né tránh công kích không thể tưởng tượng nổi, đó không phải bởi thân pháp mạnh, mà bởi đối thủ không may, còn nàng quá may mắn. Đáng tiếc duy nhất chính là kỹ năng may mắn và phúc duyên của xích thân thiên nhân chỉ hữu hiệu đối với bản thân, không ảnh hưởng đến người bên cạnh. Cái khác còn dễ nói, nàng may mắn thế nào cũng không trốn thoát khỏi công kích trên phạm vi lớn, nhưng thiên nhân ngũ suy này quả thật phiền phức. Chu Văn âm thầm suy tư. Trong truyền thuyết, thiên nhân ngũ suy là điểm không may báo hiệu tử vong, nó được phân là tiểu ngũ suy và đại ngũ suy. Vừa rồi gặp phải lực lượng tiểu ngũ suy thôi đã quỷ dị như vậy, nếu gặp được đại ngũ suy hoặc gặp khủng cụ cấp thiên nhân. Đến lúc đó nói không chỉ cần một thiên nhân ngũ suy rơi xuống, vận rủi ngập đầu bọn hắn, khi đó chết cũng không biết chết thế nào. Loại lực lượng gì có thể khắc chế, phá thiên nhân ngũ suy đây? Chu Văn cẩn thận suy nghĩ một lần năng lực của tất cả phối sủng của mình. Bên trong khủng cụ phối sủng, ba tiêu tiên hẳn không phát sinh bất kỳ quan hệ sinh khắc gì với thiên nhân ngũ suy, băng nữ cũng tương tự, thỏ ngọc cùng thất hải long vương 8-9 phần 10 bị khắc. Lực lượng có thể khắc chế thiên nhân ngũ suy hình như không có thật, mà phối sủng có khả năng khắc chế nhất chính là đế thính. Bản thân Chu Văn có mấy loại sức mạnh, đoán chừng chỉ có Thái Thượng Khai Thiên Kinh có ích. Chương 1192, khủng cụ cấp thiên nhân. Chu Văn dự định đi tìm một xích thân thiên nhân thử nhìn một chút, đế thính và Thái Thượng Khai Thiên Kinh có hữu dụng hay không. Thử nghiệm trên thân xích thân thiên nhân, dù sao vẫn tốt hơn so với đụng phải khủng cụ cấp thiên nhân. Dọc theo đường núi tiếp tục đi lên phía trước, vốn muốn tìm xích thân thiên nhân, nhưng ai biết chưa đi được bao xa, đã thấy nữ thiên nhân cả người tán phát kim liên kim quang từ không trung vọt tới. Bởi vì không nhìn thấy kim quang thiên nhân khủng cụ hóa, Chu Văn cũng không biết nàng có phải khủng cụ cấp hay không. Do dự một chút, bản thân không xông lên, mà triệu hoán ra ma giáp hổ phách tướng, để hắn xông về phía thiên nhân kia. Chu Văn muốn thử xem một chút, thiên nhân ngũ suy, kỹ năng thuộc tính may mắn và phúc duyên, đối với ma giáp hổ phách tướng loại phối sủng có lực lượng mặt trái bạo dạp này có hiệu quả hay không. Ngược lại, kỹ năng khắc chủ thủy chung là tâm bệnh của Chu Văn, cho dù ma giáp hổ phách tướng chết hắn cũng không đau lòng. Ma giáp hổ phách tướng xông tới, quơ thương đâm về phía kim quang thiên nhân, mà kim quang thiên nhân không công kích chẳng qua vây quanh ma giáp hổ phách tướng, trốn tránh ma giáp hổ phách tướng công kích. Chẳng qua trên người nó phát ra kim liên kim quang, đụng phải ma giáp hổ phách tướng về sau, dung nhập vào bên trong thân thể ma giáp hổ phách tướng, đoán chừng cái này giống năng lực xích thân thiên nhân, có được thiên nhân ngũ suy hiệu quả, cũng không biết đây là tiểu ngũ suy hay đại ngũ suy. Một lát sau, Chu Văn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ thấy ma giáp hổ phách tướng chẳng những không bị kim quang thiên nhân ảnh hưởng, mà tử hỏa yêu dị lại bởi kim quang rót vào, càng thêm mạnh mẽ. Xem ra thiên nhân ngũ suy không chỉ không thể khiến ma giáp hổ phách tướng không may, ngược lại sẽ gia tốc hắn mạnh lên. Chu Văn quan sát trong chốc lát, thấy ma giáp hổ phách tướng càng ngày càng mạnh, mà kim quang thiên nhân kia bị đuổi giết chật vật không chịu nổi, trên thân đã xuất hiện vết thương. Thiên nhân ngũ suy không ảnh hưởng nhiều đến ma giáp hổ phách tướng, kỹ năng may mắn và phúc duyên cũng vậy, cuối cùng bị ma giáp hổ phách tướng khắc chế lại.
Chẳng bao lâu, Ma Giáp Hổ Phách tướng đã chém Kim Quang Thiên Nhân dưới thương, đáng tiếc lần này không tuôn ra cái gì. Tốc độ và lực lượng của Kim Quang Thiên Nhân đều mạnh hơn Xích Thân Thiên Nhân nhiều, có điều vẫn trong phạm trù thần thoại cấp, vẫn chưa đạt khủng cụ cấp. Biết Ma Giáp Hổ Phách tướng có thể khắc chế Thiên Nhân ngũ suy, Chu Văn cảm giác đã tốt lắm rồi. Mang theo Ma Giáp Hổ Phách tướng một đường xông lên, về sau lại gặp mấy đầu Xích Thân Thiên Nhân và Kim Quang Thiên Nhân. Qua Chu Văn khảo thí, hóa tà của đế thính có chút tác động đối với Thiên Nhân ngũ suy, thế nhưng không thể hoàn toàn tẩy trừ. Còn Thái Thượng Khai Thiên Kinh có thể hoàn mỹ khắc chế Thiên Nhân ngũ suy, chỉ cần mở ra Thái Thượng Khai Thiên Kinh, những thiên nhân kia đều vô hại đối với Chu Văn. Kể từ đó, Chu Văn rất yên tâm, coi như gặp phải khủng cụ cấp thiên nhân, hắn vẫn có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng một đường này đi tới, Chu Văn không phát hiện bất kỳ manh mối gì liên quan đến Âu Dương Lam, cái này khiến Chu Văn hoài nghi, Âu Dương Lam rốt cuộc có đến thiên nhân đạo hay không? Chẳng lẽ chúng ta nghĩ sai? Lam tỷ có thể cho rằng chúng ta sẽ nghĩ như An Thiên Tá, cho nên ngược lại con đường nàng chọn chính là đường cũ, Atula Đạo. Linh Dương nhìn đường núi trước mặt, viết trên mặt đất, cũng có thể, có điều chúng ta đã đến nơi này, chẳng lẽ ngươi không muốn lên xem thử một chút hay sao? Ngươi muốn đi lên, phía trên rốt cuộc có cái gì? Chu Văn cảm thấy Linh Dương cái tên này có lẽ từ bắt đầu đã không phải vì cứu Âu Dương Lam mới chọn con đường này. Linh Dương tựa hồ biết không nói không xong rồi, liền viết, trên núi có một vật, có thể trợ giúp Tiểu Điểu tấn thăng khủng cụ cấp, coi như không tìm được Âu Dương Lam, chuyến này đi cũng không uổng công. Đồ vật gì? Chu Văn tiếp tục truy vấn. Không biết đồ vật kia còn ở đó hay không, trước đi lên xem đã rồi nói sau. Linh Dương không chịu nói, cúi đầu tiếp tục đi lên. Chu Văn suy nghĩ một chút, vẫn đi theo, vẫn chưa thể xác. Định Âu Dương Lam khôn tới thiên nhân đạo, nếu đã đi đến nơi này, vậy đi về phía trước thử một chút xem. Chu Văn vừa đi, một bên khắc vẽ trên vận mệnh chi luân, để mấy loại năng lực khủng cụ hóa tiếp tục duy trì, để đối phó với tình huống bất ngờ. Có Ma Giáp Hổ Phách tướng đi phía trước dẫn đường, nó đã giết không ít Xích Thân Thiên Nhân và một ít Kim Quang Thiên Nhân, lần này may mắn tuôn ra một khối nguyên khí kỹ kết tinh của Xích Thân Thiên Nhân. Chu Văn không lập tức hấp thu, mà thu kỹ năng kết tinh vào, sau đó tiếp tục tiến lên. Ngọn núi này không biết cao bao nhiêu, ngược lại Chu Văn tính toán bọn hắn đã bỏ lên mấy ngàn mét, vẫn không nhìn thấy đỉnh núi như cũ, không biết ngọn núi này lớn bao nhiêu, thực sự để người ta khó tưởng tượng. Cong, Ma Giáp Hổ Phách tướng lại giết một Kim Quang Thiên Nhân, lần này lại tuôn ra trứng phối sủng. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, nhặt trứng phối sủng lên, trực tiếp ấp, phối sủng được cấp ra gọi là Kim Thân Thiên Nhân. Thuộc tính của Kim Thân Thiên Nhân tương tự Xích Thân Thiên Nhân, khác biệt duy nhất chính là mệnh hồn của nó gọi là Kim Thân Quang, những cái khác không khác nhau mấy. Ngay cả vận mệnh chi luân cũng là Thiên Nhân ngũ suy, vẫn chưa xuất hiện Đại Thiên Nhân ngũ suy như Chu Văn chờ mong. Tiếp tục lên đường, thời điểm đến một bình đài, trong lòng Chu Văn không khỏi nhảy lên, chỉ thấy trên bình đài kia có một thần đàn. Bên trên thần đàn có một thiên nhân đang ngồi, mà thiên nhân kia rõ ràng khác với những thiên nhân trước hắn từng gặp. Ánh sáng trên người hắn lại màu đen, mà không sử dụng vận mệnh chi luân, căn bản không nhìn thấy hắn. Khủng cụ cấp thiên nhân. Trong lòng Chu Văn run lên, vốn định thu hồi Ma Giáp Hổ Phách tướng lại, ai biết Ma Giáp Hổ Phách tướng hình như thấy được khủng cụ cấp thiên nhân kia, trực tiếp xông tới. Những thiên nhân trước đó, tựa hồ sẽ không công kích, nhưng Hắc Quang Thiên Nhân lại khác, Ma Giáp Hổ Phách tướng vừa tiến lên, hắn đã đánh tới. Một đạo Hắc Quang phá trưởng mà ra, trong nháy mắt đánh lên thân Ma Giáp Hổ Phách tướng, khiến Ma Giáp Hổ Phách tướng bay ngược trở về, đâm vào trên vách núi, Ma Giáp đã bị lõm xuống một mảng lớn. Chu Văn thấy thế vội vàng thu Ma Giáp Hổ Phách tướng lại, tuy nói đôi khi muốn Ma Giáp Hổ Phách tướng chết, nhưng nhìn hắn thụ thương, hắn không nỡ. Ngưng tụ ra kiếm hoàn, Chu Văn đồng thời sử dụng Thái Thượng Khai Thiên Kinh và mặt nạ thằng hề thuấn di đến sau lưng Hắc Quang Thiên Nhân kia, một kiếm chém về phía đầu hắn. Nhưng may mắn thế nào, Hắc Quang Thiên Nhân lại sớm hơn một bước, tránh né một kiếm này của Chu Văn. Trong lòng Chu Văn run lên, thân hình không hề dừng lại, không ngừng thuấn di đồng thời, kiếm hoàn cũng một kiếm tiếp một kiếm đâm ra, mỗi một kiếm đều ly kỳ cực điểm, để cho người ta muốn tránh cũng không được. Quỷ dị chính là, vô luận Chu Văn thuấn di nhanh thế nào, kiếm đâm ra chuẩn thế nào, vẫn bị Hắc Quang Thiên Nhân kia né, tránh, hắn giống như biết trước, bất luận Chu Văn công kích thế nào, hắn đều sớm né tránh, không thụ thương chút nào.
Các bạn đang nghe chuyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1193, lại thu được trứng phối sủng. Chu Văn âm thầm kinh hãi, đây là kết quả Thái Thượng Khai Thiên Kinh bảo hộ hắn, theo Thái Thượng Khai Thiên Kinh điên cuồng chuyển hóa nguyên khí. Có thể biết lực lượng thiên nhân ngũ suy của Hắc Quang Thiên Nhân kinh khủng cỡ nào. Nếu đổi thành người khác, đừng nói không đánh trúng Hắc Quang Thiên Nhân, chỉ sợ đã sớm bị lực lượng thiên nhân ngũ suy đoạt đi tính mạng. Tóm lại không trúng là không trúng, kiếm pháp Chu Văn đã nhanh như lôi quang thiểm điện, nhưng vẫn không thể động tới một sợi tóc của Hắc Quang Thiên Nhân. Làm thế nào mới phá nổi kỹ năng phúc duyên và may mắn của Hắc Quang Thiên Nhân đây? Chu Văn biết nếu không phá kỹ năng thiên ngoại phi tiên, kiếm của hắn nhanh thế nào cũng vô dụng. Từ trái nghĩa của may mắn là vận rủi, hoặc không may, nói đến xui xẻo, Thái Tuế đứng thứ hai không ai số một, nhưng sức chiến đấu của Thái Tuế không mạnh. Chủ yếu đối đầu sinh vật vi hình, đối đầu với thiên nhân chỉ sợ vô dụng, huống chi đầy là khủng cụ cấp thiên nhân, thần thoại cấp Thái Tuế đoán chừng không đem lại tác dụng gì. Thời điểm Chu Văn suy nghĩ, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lấy trúc đao ra. Trúc đao là một trong tứ quân tử đao, trong truyền thuyết nói chúng đều là đao bị vận rủi nguyền rủa, không biết đối đầu với đầu thiên nhân có tác dụng hay không. Hiện tại Chu Văn chỉ có thể chữa ngựa chết như ngựa sống, không nghĩ ra biện pháp gì tốt hơn nếu thật sự không được. Vậy Chu Văn đành phải để ba tiêu tiên ra tay, thử xem công kích phạm vi lớn có hữu dụng đối với Hắc Quang Thiên Nhân không. Kết quả liên chảm mấy đao, vẫn không thể làm bị thương Hắc Quang Thiên Nhân. Thời điểm Chu Văn đang thất vọng, trúc đao lại phá vỡ ống tay áo của Hắc Quang Thiên Nhân. À, xem ra vẫn có tác dụng. Chu Văn vui mừng quá đỗi, đem lực lượng kinh khủng điên cuồng rót vào trong trúc đao, một đao lại một đao chém về phía Hắc Quang Thiên Nhân. Rất nhanh Chu Văn liền phát hiện, tỷ lệ trúc đao đánh trúng Hắc Quang Thiên Nhân rất thấp, trên trăm đao mới trúng một đao, mà rất khó trúng vào vị trí quan trọng. Như vậy đã đủ khiến Chu Văn mừng rỡ, chỉ cần có thể đụng phải Hắc Quang Thiên Nhân, vậy thì đã có khả năng giết chết nó, dù sao vẫn tốt hơn trước nhiều. 100 đao không được, vậy thì 1.000 đao, 1.000 đao không được thì 1.000.000 đao, vẫn có cơ hội giết chết Hắc Quang Thiên Nhân. Ban đầu Chu Văn thi triển thiên ngoại phi tiên đã rất nhanh, phối hợp thêm năng lực thuấn di của mặt nạ thằng hề, càng nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy từng đạo ánh đao lấp lánh, phảng phất theo bốn phương tám hướng chém về phía Hắc Quang Thiên Nhân, không biết chảm ra bao nhiêu. Đao, vết thương trên người Hắc Quang Thiên Nhân xuất hiện dần dần nhiều, mặc dù không phải chỗ yếu hại, nhưng đủ khiến hắn thụ thương. Đến cuối cùng trên thân Hắc Quang Thiên Nhân lít nha lít nhít tất cả đều là vết đao, mạnh mẽ bị Chu Văn đánh chết. Một khủng cụ cấp sinh vật cứ như vậy bị Chu Văn ngược sát, cuối cùng chỉ còn lại một đống bạch cốt, huyết nhục đều bị hắn gọt hết. Chu Văn cũng không muốn tàn nhẫn như vậy, nhưng hắn đã hết cách, trừ cái đó ra, hắn căn bản hết cách giết Hắc Quang Thiên Nhân. Cuối cùng, một quả trứng phối sủng từ bên trong thân thể Hắc Quang Thiên Nhân tuôn ra, khiến Chu Văn vui mừng quá đỗi. Trứng khủng cụ cấp phối sủng. Chu Văn vội vàng nhặt trứng phối sủng lên, không ngờ lần này dễ dàng tuôn ra trứng phối sủng như vậy, mà năng lực Hắc Quang Thiên Nhân này hết sức đặc thù, tương lai khẳng định có chỗ hữu dụng. Hắc quang lưu động quanh trứng phối sủng, bên trong ẩn chứa vô hạn hắc quang thần bí, Chu Văn không do dự trực tiếp ấp. Theo hàng loạt nguyên khí tràn vào, trứng phối sủng cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang màu đen tiến vào thân thể Chu Văn. Chu Văn vội vàng lấy điện thoại thần bí ra kiểm tra, nhìn tư liệu bên trong. Thiên Chi Atula, khủng cụ cấp. Mệnh cách, tự thiên phi thiên. Mệnh hồn, thiên mệnh sở quy. Vận mệnh chi luân, tiểu thiên nhân ngũ suy. Khủng cụ hóa, đại thiên nhân ngũ suy. Tốc độ, 94. Lực lượng, 91. Thể phách, 93. Nguyên khí, 91. Kỹ năng thiên phú, may mắn, phúc duyên, phi thiên, tu la biến. Phối hợp trạng thái, đao. Hóa ra đại thiên nhân ngũ suy là lực lượng khủng cụ hóa, khó trách không nhìn thấy trên thân kim thân thiên nhân và xích thân thiên nhân. Chẳng qua cái tên này gọi là Thiên Chi Atula, vậy nó chính là Atula bên trong thiên nhân tộc. Chu Văn nhìn thuộc tính của nó, không khỏi vui mừng quá đỗi. Phối hợp trạng thái là đao, nếu dùng Thiên Chi Atula biến thành đao, đi chảm Thiên Chi Atula dưới tình huống có may mắn và phúc duyên gia trì, không biết sẽ phát sinh tình huống thế nào nhỉ? Chu Văn thầm nghĩ, triệu hoán Thiên Chi Atula dưới phối hợp trạng thái đao ra. Tula đao là một loại dao hẹp dài, hơi cong, toàn thân đen kịt, nhưng lại hiện ra lãnh quang,
thoạt nhìn lãnh khốc thần bí, dường như nguyệt thực vô phương toàn bộ mặt trăng lưu trên nguyệt hồ. Chu Văn cầm đao tiếp tục đi về phía trước, không kịp đợi, muốn thử một chút xem cây đao này rốt cuộc có khắc chế thiên chi Atula không. Rất nhanh, Chu Văn bọn hắn lại gặp thiên nhân, đáng tiếc không phải thiên chi Atula, mà là một xích thân thiên nhân. Chu Văn một đao chém đi, Tu La đao trực tiếp chém bay đầu xích thân thiên nhân, một đao này Chu Văn căn bản không dùng sức. Thậm chí tận lực thu liễm lực lượng của mình, nhưng xích thân thiên nhân vẫn bị một đao miểu sát. Quả nhiên hữu ích. Chu Văn còn muốn thử một chút đao này có tác dụng đối với thiên chi Atula không, lại tiếp tục đi lên núi. Bắt đầu không muốn gặp thiên nhân, bây giờ lại mong đợi gặp nhiều bọn chúng. Kết quả Chu Văn chỉ gặp phải một ít xích thân thiên nhân và kim thân thiên nhân, vẫn không gặp được thiên chi Atula. Liên tục làm thịt 11 thái cổ kiếm tiên, tuôn ra không ít thuộc tính kết tinh, nhưng vẫn không thấy trứng phối sủng, cũng không nhìn thấy thiên chi Atula, cái này khiến Chu Văn hơi thất vọng. Càng đi về phía trước, lại đột nhiên thấy trước mặt trên vách núi đá, lại có một cái cây. Từ khi đám Chu Văn tiến vào thiên nhân đạo về sau, không nhìn thấy qua thực vật, khắp nơi đều là đất cát và núi đá, không có một ngọn cỏ ngọn cây. Nhưng bây giờ trên vách núi đá trước mặt, lại có một gốc cây siêu sẹo, cây kia đâm rễ vào bên trong vách núi đá, thân cây treo bên ngoài. Chu Văn không nhận ra đó là cây gì, có điều có thể thấy trên cây kết một ít trái cây màu đỏ, nhưng trái cây kia to bằng nắm đấm. Linh Dương thấy cái cây và trái cây kia, con mắt lập tức phát sáng lên, mà Tiểu Điểu thì càng thêm trực tiếp, vỗ cánh liền muốn bay về phía cây kia. Linh Dương một móng nhận Tiểu Điểu từ không trung xuống, một cái móng khác viết trên mặt đất, cái cây kia phi phàm, đã nhập thánh, không thể tùy tiện khinh nhờn. Cái cây kia chính là thứ ngươi muốn tìm, Chu Văn hỏi. Cây vô dụng, trái cây trên cây có tác dụng lớn, không ngờ nó vẫn còn, có điều muốn hái nó xuống lại hơi khó khăn. Linh Dương tiếp tục viết. Chu Văn nhìn trái cây trên cây khẽ nhíu mày, ngay cả tồn tại thiên tai cấp như Linh Dương còn nói khó khăn, vậy nó thật sự quá khó rồi. Trái cây kia rốt cuộc là thứ gì? Làm thế nào hái nó xuống? Chu Văn nhìn trong chốc lát, vẫn không phát hiện ra nguy hiểm gì, để cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Phụ cận cổ thụ kia không nhìn thấy thiên nhân, càng không có dị thứ nguyên sinh vật khác. Nếu trái cây trên cây chân quý như vậy, nơi này có nhiều thiên nhân như vậy, tại sao bọn nó không hái trái cây đi? Làm sao trái cây vẫn còn êm đẹp như vậy? Chương 1194, Giới Tử Tu Di. Ngươi biết đây là ngọn núi gì không? Linh Dương viết chữ hỏi lại. Không biết. Chu Văn làm sao biết đây là ngọn núi gì? Trước kia hắn chưa từng tới đây, dưới núi không có bia. Không học thức thật đáng sợ, nếu biết nơi này là thiên nhân đạo, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói qua Tu Di Sơn sao? Trên mặt Linh Dương lộ ra vẻ mặt khinh thường. Nơi này chính là Tu Di Sơn. Vậy trên đỉnh núi này, có phải có vị đế thích thiên trong truyền thuyết cư trú tại đây hay không? Chu Văn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, nhưng vẫn không thấy phần cuối. Ngươi nghĩ nhiều rồi, đó không phải chuyện ngươi nên nghĩ lúc này, nên nghĩ làm sao hái trái cây kia xuống đi. Linh Dương tiếp tục viết, ngươi đã nghe nói qua hai từ Tu Di này, vậy hẳn phải biết Tu Di giới tử đi. Cái này, ta không biết. Tu Di giới tử có ý gì? Chu Văn thật sự, chưa đọc qua kiến thức này, Tu Di Sơn hắn thấy tình cờ trong một lần nghiên cứu kinh Phật, chẳng qua nhìn một chút chuyện xưa, không nghiên cứu kỹ càng. Linh Dương hơi im lặng, đành phải giải thích nói, giới tử là không gian cực kỳ nhỏ bé, Tu Di chỉ Tu Di Sơn, Tu Di giới tử chỉ bên trong không gian cực tiểu có thể dung nạp một ngọn núi. Không gian chữ vật, Chu Văn lập tức nghĩ đến cái gì? Không kém bao nhiêu đâu, đại khái ý như vậy. Linh Dương khẽ gật đầu. Cái này thì liên quan gì đến cái cây vặn vẹo kia? Chu Văn lại đánh giá gốc cây kia hỏi. Gốc cây kia gọi là giới tử thụ, trái cây phía trên là giới tử. Linh Dương trả lời, trái cây là giới tử. Ngươi không phải nói giới tử là không gian cực tiểu gì gì đó sao? Làm sao trái cây nhìn bé bé như vậy chứa được cả ngọn núi? Chu Văn không quá tin tưởng hỏi, ngươi nào nói ngươi trái cây kia là một gốc giới tử? Linh Dương hơi khinh thường viết một câu. Đầu tiên Chu Văn khẽ giật mình, sau đó liền hiểu ý của Linh Dương, nhìn chằm chằm trái cây nói, ý của ngươi nói, bên trong trái cây kia có rất nhiều giới tử. Một cái giới tử có khả năng dung nạp một tòa Tu Di Sơn, bên trong trái cây kia có rất nhiều giới tử. Nếu ngươi đưa tay hái, ngay lập tức sẽ rơi vào bên trong không gian vô tận,
cả một đời chưa chắc lao ra được. Vậy làm sao mới hái được? Chu Văn hỏi. Không biết, nếu hái nó dễ dàng như vậy, nó cũng không tồn tại nổi đến bây giờ, coi như thiên tai cấp sinh vật, nếu như rơi vào bên trong vô tận không gian giới tử kia, chưa chắc có thể thoát ra. Linh Dương nói, ngươi cũng không biết cách hái, mang bọn ta tới nơi này có ý gì? Chu Văn nhíu mày, biện pháp cần nghĩ ra mới được, ngươi cũng xem như cá nhân, ngươi sẽ không muốn sao? Linh Dương lườm hắn một cái, ta không muốn cái gì giới tử cả, ta chẳng qua đến tìm người, tại sao phải nghĩ? Nếu ngươi muốn, tự mình nghĩ biện pháp đi. Chu Văn không để ý tới Linh Dương, nói xong đã chuẩn bị xuống núi. Hiện tại xem ra, Âu Dương Lam căn bản chưa hề đến đây, bằng không thời điểm bọn hắn đi tới chỗ Thiên Chi Atula, không có khả năng không lưu lại dấu vết gì. Coi như bọn hắn có biện pháp tránh chiến đấu với Thiên Chi Atula, nhưng ít nhiều phải lưu lại một ít dấu vết sử dụng kỹ năng chứ, nhưng trên đường đi tới lại không có bất cứ dấu vết nào. Nếu để cho Tiểu Điểu ăn những trái cây kia, có thể tấn thăng khủng cụ cấp. Linh Dương không hoang mang chút nào viết. Tiểu Điểu nó là hỏa hệ, muốn ăn cũng cần phải ăn hỏa long quả, ăn giới tử làm gì, nó rõ ràng là đồ vật liên quan đến không gian hệ. Chu Văn cảm thấy Linh Dương căn bản muốn lừa hắn đi hái giới tử quả. Linh Dương kiên nhẫn nói rõ lý do, Phượng Hoàng là hỏa hệ, không sai, nhưng ngươi từng nghĩ tới hay không, vì cái gì Phượng Hoàng có thể không ngừng. Niết bàn trùng sinh, lại không chết cơ chứ. Phượng Hoàng niết bàn, cho tàn lại cháy, tự nhiên đều là năng lực hỏa hệ, cái này thì sao? Chu Văn nói, từ đó có thể biết, ngươi căn bản không hiểu rõ Phượng Hoàng, quá kém. Hỏa hệ đại biểu hủy diệt cùng chung kết, cũng đại biểu tân sinh, có điều Phượng Hoàng muốn niết bàn chỉ dựa vào năng lực tân sinh hỏa hệ thôi vẫn chưa đủ. Linh Dương chỉ giới tử quả tiếp tục viết, một giới tử quả chính là một giới tử thế giới, 1.000 cái giới tử thế giới chính là một tiểu thế giới, 1.000 tiểu thế giới chính là một thế giới, 1.000 thế giới trong đó chính là một đại thế giới, 3.000 thế giới cũng là đại thế giới, ngươi nhìn đi, trên giới tử thụ có bao nhiêu viên giới tử quả? 3 quả. Chu Văn nhìn thoáng qua giới tử thụ, xác nhận một lần về sau mới lên tiếng. 3 quả giới tử quả, đại biểu chính là 3.000 thế giới, nếu Tiểu Điểu có thể nuốt vào 3 quả giới tử quả, sẽ thu hoạch được năng lực không gian hệ của 3.000 thế giới, khi đó nó mới thật sự thu hoạch được năng lực niết bàn trùng sinh chân chính. Cái gọi là thế gian không dễ không có quả, nếu muốn niết bàn trùng sinh, ít nhất phải có trùng sinh hỏa chủng mới được. Bên trong 3.000 thế giới lưu lại hỏa chủng cho Tiểu Điểu, về sau nó mới có khả năng niết bàn trùng sinh. Linh Dương viết, thật không? Chu Văn nhìn chằm chằm Linh Dương, trong lúc nhất thời không phán đoán ra rốt cuộc Linh Dương nói thật hay lừa dối hắn. Có tin hay không tùy ngươi, ngược lại không có giới tử quả, Tiểu Điểu muốn tấn thăng khủng cụ cấp. Chỉ sợ cần ít trải qua thời gian 100.000 năm, đây là dưới tình huống vận khí tốt, nếu ngươi đủ kiên nhẫn, có thể chờ. Linh Dương nói xong, buông lỏng Tiểu Điểu bị đè ép ra. Tiểu Điểu còn muốn bay về phía giới tử quả, có điều bị Chu Văn gọi trở về. Theo phản ứng của Tiểu Điểu, mặc dù Linh Dương chưa chắc đã nói thật, nhưng Tiểu Điểu rất muốn giới tử quả lại không hề nghi ngờ. Làm thế nào mới hái giới tử quả xuống đây? Mà coi như hái xuống, theo lời ngươi nói, bên trong thật sự có 3.000 thế giới, Tiểu Điểu làm thế nào ăn được? Chu Văn nhìn về phía Linh Dương hỏi. Ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp hái, việc ăn này ngươi không cần lo lắng, 3 khỏa giới tử quả chẳng qua đại biểu 3.000 thế giới, không phải 3.000 thế giới chân chính. Chỉ cần hái nó xuống, sẽ chặt đứt năng lượng cung cấp cho nó, lực lượng không gian tự nhiên thu lại. Đến lúc đó nó là chỉ 3 viên trái cây mà thôi, Tiểu Điểu ăn chúng có gì khó. Linh Dương rõ ràng đã sớm tính kỹ, coi như không phải 3.000 thế giới chân chính, lực lượng không gian của giới tử quả rất kinh khủng, muốn hái xuống chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chu Văn âm thầm suy tư, làm thế nào để hái giới tử quả xuống? Nếu dễ dàng đã không tới phiên ngươi, nếu không nó đã bị thiên nhân hái sạch. Linh Dương nói, Chu Văn suy nghĩ một chút, hắn vừa nghĩ được một phương pháp, thế là Chu Văn bèn nói, ta vừa nghĩ ra một biện pháp, thế nhưng không biết có được hay không, thử một chút xem sao. Nói xong, Chu Văn nhặt một hòn đá trên mặt đất, trong tay ước lượng 2 lần, sau đó ném về phía một giới tử quả trên cây. Chiêu này của Chu Văn tự nhiên là vận dụng thâu thiên hoán nhật chi pháp, chỉ cần tảng đá có thể đụng tới giới tử quả, hắn có thể trao đổi giới tử quả về. Chẳng qua Chu Văn vẫn không thể xác định, loại thủ pháp này có hiệu quả đối với giới tử hay không?
Các bạn đang nghe chuyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1195, Giới Tử Quả. Hòn đá rất nhanh đến gần chỗ trái cây, mắt thấy tới gần trái cây, nhưng đột nhiên biến mất không thấy, không khác gì tình huống Chu Văn sử dụng thuấn di. Linh Dương không gạt ta, giới tử quả quả nhiên là không gian hệ, bên trong có không gian rất lớn. Chu Văn lưu lại ấn ký bên trên hòn đá, hắn có thể cảm giác được hòn đá kia đã bị truyền tống đến một không gian đặc thù, không biết có thể thành công hay không. Chu Văn tính toán tiếp tục thử một chút thủ pháp thâu thiên hóa nhật, có điều chính hắn cũng không biết dưới tình huống như vậy có thể thành công hay không. Rốt cuộc hòn đá đã bị đưa vào không gian khác, thâu thiên hóa nhật quyết có tác dụng hay không rất khó nói. Ma thần kỳ đại biểu cho mặt nạ thằng hề, thâu thiên hóa nhật quyết đại biểu cho điểm vũ trụ đồng thời vận chuyển. Sinh ra liên hệ cộng hưởng kỳ dị, Chu Văn cảm ứng ấn ký bên trên hòn đá, bắt đầu sử dụng thủ pháp thâu thiên hóa nhật. Thủ pháp này cần kết hợp hai loại năng lực khủng cụ hóa không gian hệ, khoảnh khắc sử dụng, Chu Văn phát hiện viên trái cây kia đã xảy ra biến hóa kỳ dị. Nguyên bản giới tử quả bên trên cành cây, đột nhiên biến thành hòn đá lớn chừng nắm tay, giây tiếp theo cục đá rách nát, giới tử bên trong rơi ra ngoài. Chu Văn vui mừng quá đỗi, biết mình đã thành công, thế nhưng trao đổi giới tử quả và hòn đá, nhưng bên trong hòn đá kia không có không gian, cho giới tử quả tự nhiên rơi xuống đất. Có điều giới tử quả đã rời khỏi giới tử thụ, mất đi năng lượng cung cấp, lực lượng không gian trên giới tử quả rõ ràng yếu đi nhiều. Không chờ Chu Văn đi tiếp giới tử quả, Tiểu Điểu đã hưng phấn xông ra ngoài, như một đạo kim sắc tia chớp lóe lên, trong không trung cắn nuốt viên giới tử quả kia. Tiểu Điểu nuốt giới tử quả về sau, thân hình đột nhiên biến mất, có điều lập tức xuất hiện tại chỗ khác, tiếp theo lại biến mất không thấy, thời điểm xuất hiện lại đã ở một chỗ khác. Tiểu Điểu như đang không ngừng thuấn di, thân hình thoát ẩn thoát hiện, một hồi lâu mới dần dần ổn định được. Chu Văn thấy Tiểu Điểu chậm rãi khôi phục bình thường, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nhặt một cục đá, lại sử dụng thủ pháp thâu thiên hóa nhật, lấy viên giới tử nữa. Tiểu Điểu nhanh chóng bay qua, nuốt xuống viên thứ hai, lúc này thân hình nó lập lòe lợi hại hơn, thân hình không ngừng biến mất, lại xuất hiện tại những chỗ khác nhau. Lúc này giằng co thật lâu, Tiểu Điểu vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như bình thường, kể cả đó đứng bất động, thân hình vẫn sẽ đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện. Không tốt, có gia hỏa đáng sợ tới, mau hái quả thứ ba. Linh Dương đột nhiên phát ra thanh âm, mà không phải viết chữ trên mặt đất, thần sắc của nó trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Chu Văn cũng cảm giác được không đúng, chỉ thấy trên núi mây đen cuồn cuộn, trong nháy mắt làm cả thế giới đều tối sầm như tận thế sắp đến. Cơ hồ đồng thời, một đạo quang phá vỡ mây đen rơi xuống, chiếu rọi vị trí, đúng là khu vực đám người Chu Văn. Đạo lưu quang kia thật sự quá nhanh, Chu Văn còn chưa hái xong viên thứ ba, quang huy đã rải xuống khu vực này, chiếu sáng cả khu vực này như tuyết. Cực lạc tịnh thổ lĩnh vực, gia gia ngươi. Dương gia gia nhà ngươi còn chưa sống đủ lâu, không muốn đi thế giới Tây Phương cực lạc. Linh Dương hú lên quái dị, tam nhãn trên ấn đường đột nhiên mở ra, toàn thân bộc phát ra một tiếng xương cốt bạo vàng. Nguyên bản Linh Dương gầy gầy nhược nhược, thoạt nhìn giống như một con Linh Dương gầy mo, nhưng trong nháy mắt, thân thể nó biến tráng như châu đực. Sừng dê trên đỉnh đầu trắng trong suốt, như lưỡi đao uốn lượn, huyết quang trong mắt bắn ra, hóa thành huyết sắc hào quang bao phủ khu vực phụ cận. Oanh! Quang huy và huyết sắc hào quang va chạm, huyết sắc hào quang lay động không ngừng, đột nhiên co rút lại rất nhiều, nhưng chung quy vẫn chống lại được quang huy khủng bố kia, không để quang huy kia trực tiếp rơi xuống. Lúc này Chu Văn đã sử dụng thủ pháp thâu thiên hoán nhật quyết, hái nốt viên giới tử quả cuối cùng xuống. Nhưng hiện tại Tiểu Điểu vẫn không ngừng xuyên qua các không gian, ngay cả thân thể của mình nó cũng không khống chế nổi, muốn bay về phía giới tử quả cuối cùng. Nhưng giữa quá trình phi hành vẫn tiến vào trạng thái không gian xuyên qua, thời điểm xuất hiện trở lại, đã đến một địa phương khác. Liên tục thử vài lần, Tiểu Điểu đều không thể tới gần viên giới tử quả đang rơi xuống kia. Còn đứng ngay đó làm gì, nhanh lấy giới tử quả rồi chạy, chờ tên kia xuống, chúng ta sẽ xong đời. Linh Dương kêu lên. Bên trong con mắt thứ ba của nó đã chảy xuống huyết lệ, đôi mắt như sắp nứt ra, huyết sắc hào quang cũng đang không ngừng lai động, bị áp xúc càng ngày càng nhỏ, như tùy thời đều sẽ rách nát. Chu Văn lập tức lại không do dự, trực tiếp thuấn di qua, bắt được viên giới tử quả kia, sau đó bắt Tiểu Điểu,
muốn đem nó mang đi. Nhưng ai biết vừa mới bắt lấy Tiểu Điểu, thân thể Tiểu Điểu lại tự động xuyên qua không gian, biến mất khỏi tay Chu Văn, lại xuất hiện ở chỗ khác. Chu Văn vừa thấy tình huống này không đúng, thân hình Tiểu Điểu không ổn định, muốn bắt được nó gần như không thể, hắn nhanh chóng quyết định lấy Hỗn Độn Châu ra. Thời điểm Tiểu Điểu lần nữa xuyên ra, Chu Văn trực tiếp nhét nó vào trong Hỗn Độn Châu, sau đó vứt luôn giới tử quả còn lại vào trong theo. Không phát hiện Tiểu Điểu xuyên ra ngoài, lúc này Chu Văn mới chạy về phía chân núi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Linh Dương thấy Chu Văn đắc thủ, xoay người liền chạy, nó so với Chu Văn chạy nhanh hơn nhiều, chỉ nửa khắc đã chạy tới phía trước Chu Văn. Ầm ầm ầm, Quang Huy vẫn nhăm nhăm oanh kích Linh Dương, hơn nữa càng thêm mạnh mẽ, oanh huyết quang cháo của Linh Dương không ngừng. Vòng bảo hộ xung quanh Linh Dương bắt đầu xuất hiện thanh âm răng rắc, xuất hiện rất nhiều khe nứt, để Quang Huy thẩm thấu vào. Linh Dương chịu đòn nghiêm trọng, tam nhãn phun ra máu tươi, trong mắt sắp nổ tung. Gia gia ngươi, ngươi coi gia gia ngươi không làm gì được ngươi sao? Linh Dương mắng một tiếng, đột nhiên há mồm phun ra một thứ, đồng thời trong miệng hô to, Thái Thượng Lão Quân cấp tốc nghe lệnh. Định, một tiếng kết thúc, trong miệng Linh Dương lại phun ra một ngụm máu tươi, phun ra mặt trên đồ vật mới nhả ra. Chỉ thấy đồ vật kia là một tấm kim phù, sau khi máu tươi phun lên, huyết quang phía trên kim phù đại phóng, một huyết sắc đạo phù lóe sáng như đèn. Kim phù bay đến phía huyết sắc quang cháo, như giấy niêm phong dán lên trên, mắt thấy huyết sắc quang cháo sắp bị rách nát, thế nhưng lại ổn định lại, không bị Quang Huy kia nổ nát. Chu Văn còn đang kinh ngạc tấm kim phù kia lợi hại, Linh Dương lại đột nhiên xông tới. Dùng sừng nhọc húc Chu Văn và Nha Nhi bay lên, còn mình lăng không nhảy lên, để Chu Văn và Nha Nhi đều trên lưng nó. Khoảnh khắc tiếp theo, Linh Dương giải khai bốn móng, chạy tới tốc độ bàn thờ, tốc độ nhanh để Chu Văn chỉ cảm thấy cảnh vật hai bên bay nhanh lui về phía sau, hơn nữa trở nên phi thường mơ hồ. Ầm vang, một đạo diệt thế quang huy rơi xuống, oanh kích thật mạnh phía trên huyết sắc quang cháo, dù cho có lực lượng kim phù, nhưng huyết sắc quang cháo vẫn rách mở, quang huy khủng bố rơi xuống. Chương 1196, Atula Đạo. Ta nhổ vào Phi Phi, Linh Dương kêu to, liên tục bắn ra ba ngụm máu tươi, ba ngụm máu tươi kia biến thành ba đóa huyết hoa tung tóe, bốc lên ngăn tại đỉnh đầu bọn họ. Oanh, hào quang kinh khủng đụng vào ba đóa huyết hoa, sinh ra sóng xung kích kinh khủng, trực tiếp hất đám người Linh Dương và Chu Văn bọn hắn bay ra ngoài. Thân thể hùng tráng của Linh Dương đã che kín bằng huyết văn, tam nhãn chảy máu như suối. Thân thể của nó trên không trung bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang, mang theo Chu Văn cùng Nha Nhi lóe lên một cái rồi biến mất, lao ra khỏi Tu Di Sơn, thẳng hướng về phía lối ra Thiên Nhân Đạo. Lúc này ba đóa huyết hoa mới bị hào quang đánh nát, hào quang tiếp tục hướng về Linh Dương bọn hắn đuổi theo, thời điểm gần như sắp đuổi kịp, Linh Dương đã vọt vào lối ra Thiên Nhân Đạo, nhảy lên sông ra. Ngoài, hào quang kia không cách nào rời khỏi Thiên Nhân Đạo, không thể đuổi theo. Linh Dương rơi trên mặt đất, chân trước mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất. Chu Văn thuận thế rơi trên mặt đất, liền vội vàng xoay người đi nhìn Linh Dương, đã thấy Linh Dương đã bỏ lên. Thụ nhãn trên trán đã biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng chỗ mi tâm lại lưu lại một vết máu dài, thân hình đã khôi phục như bộ dáng bình thường. Chẳng qua trên người nó vẫn còn dính rất nhiều vết máu, khóe miệng vẫn còn rớm máu. Phun một ngụm máu mạt, Linh Dương hùng hùng hổ hổ nói, tên vương bát đản bên trên Tu Di Sơn kia, hại Dương gia ta thu đổ ước. Chờ thương thế của ta khôi phục, không giết đến tận Tu Di Sơn, cũng phải tới lấy máu tên tôn tử nhà ngươi. Chu Văn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Linh Dương, bộ dáng này của Linh Dương đã lật đổ nhận biết của hắn đối với Linh Dương trước kia. Cái tên này trước kia uể oải, nằm sấp ở trên ghế salon bất cần đời, bình thường căn bản không nói lời nào, tình cờ sẽ dùng móng viết mấy chữ, dáng vẻ vô cùng lãnh ngạo. Nhưng hiện tại Linh Dương đơn giản giống lưu manh, há mồm ra là nói lời thô tục. Có muốn ta trị liệu cho ngươi một thoáng hay không? Chu Văn nhìn thân thể Linh Dương hỏi. Ngay cả cửu chuyển kim đan của lão quân Sơn còn không thể trị được thương thế Dương gia ta, ngươi có thể trị. Tâm tình Linh Dương rõ ràng không tốt, chừng Chu Văn liếc mắt, vừa oán hận, đồng thời đến trước đại môn Thiên Nhân Đạo phun một bãi nước miếng, vì đồ ước ngươi vừa nói tới là đồ ước gì? Chu Văn tò mò hỏi. Linh Dương tức giận một phen, quát, liên quan gì đến ngươi, lo chuyện bao đồng. Dừng một chút, Linh Dương hỏi,
Tiểu Điểu thế nào rồi, nó đã ăn viên giới tử quả thứ ba chưa vậy? Chu Văn nhìn bên trong hỗn độn châu một chút, hắn cũng muốn biết Tiểu Điểu hiện tại thế nào. Nhưng vừa xem xét xong, lập tức biến sắc, hắn quét tới quét lui bên trong không gian hỗn độn mấy lần, nhưng không hề phát hiện thân ảnh Tiểu Điểu đâu. Hỏng bét, không thấy Tiểu Điểu, chẳng lẽ nó vẫn còn bên trong thiên nhân đạo? Chu Văn lập tức khẩn trương, viên giới tử quả thứ ba còn ở đấy hay không? Linh Dương lại rất tỉnh táo, suy nghĩ một chút hỏi. Chu Văn hơi ngẩn ra, hiểu rõ ý của Linh Dương, vội vàng nhìn thoáng qua không gian hỗn độn, phát hiện quả nhiên không thấy viên giới tử quả thứ ba kia đâu. Không thấy giới tử quả, Chu Văn nói. Vậy thì không sao rồi, chờ qua một thời gian ngắn, Tiểu Điểu tự nhiên hoàn thành tiến hóa. Oa! Linh Dương nói xong, đột nhiên há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng lay động một cái, kém chút ngã sấp xuống, thoạt nhìn thương thế xác thực không nhẹ. Ta chỗ này có một khỏa long hổ đan tinh, có công hiệu khởi tử hồi sinh, ngươi xem một chút có hữu dụng hay không. Chu Văn thấy tình huống Linh Dương hỏng bét, bèn triệu hoán viên thần thoại long hổ đan tinh kia ra. Vừa rồi nếu không phải Linh Dương liều mạng, đoán chừng bọn hắn đều khó mà sống sót. Mặc dù long hổ đan tinh khó có được, nhưng về sau vẫn còn cơ hội cày. Tại chỗ nguy hiểm như vậy, thêm chiến lực của Linh Dương, so với việc mất một khỏa long hổ đan tinh, tự nhiên có giá hơn. Loại mặt hàng cấp thấp này đối với Dương gia ta vô dụng, bản thân ngươi giữ lại chơi đi. Linh Dương nhìn thoáng qua đại môn Atula Đạo, lại nói tiếp, người ngươi muốn tìm, đoán chừng 8-9 phần 10 ngay tại Atula Đạo. Ngươi muốn đi tìm phải cẩn thận, Dương gia có thương tích trong người, không đi chơi với ngươi được. Linh Dương rất dứt khoát, dứt lời trực tiếp xoay người rời đi hướng về phía cầu Nại Hà, muốn rời khu vực lục đạo quỷ dị này. Nó vừa đi còn vừa mắng to, Dương gia ta lần này thua thiệt lớn, không sớm thì muộn ta phải đem mấy tên kia từng tên lột ra rút gân, treo lên lá cờ, đốt đèn trời. Chu Văn nhìn Linh Dương đi lên cầu Nại Hà, trong lòng đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ còn hàng này đánh cược với người khác chính là mở miệng nói chuyện chứ? Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Chu Văn cắn răng, quay người đi về phía đại môn Atula Đạo. Nếu đám người Âu Dương Lam không có tại Thanh Đồng Nhân, khả năng lớn nhất chính là Atula Đạo. Atula Đạo là ma đạo, không hề an toàn hơn thiên nhân đạo, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Bên trong thiên nhân đạo đã có tồn tại thiên tai cấp, bên trong Atula Đạo khẳng định cũng có, Chu Văn chỉ hy vọng đám người A Sinh không có việc gì. Hít sâu một hơi, Chu Văn đi vào Atula Đạo. Tiến vào đại môn, Chu Văn lập tức bị giật nảy mình, chỉ thấy một thanh đao hiện ra hàn quang rét căm căm bổ xuống, sắp bổ tới mặt hắn. Cũng may Chu Văn đã sớm chuẩn bị, trong tay Tula đao chặn trước đao kia. Răng rắc. Tula đao là thiên chi Atula biến thành, là vũ khí khủng cụ cấp, binh khí kia làm thế nào so sánh được, binh khí kia vừa đụng phải Tula đao, lập tức bị cắt thành hai đoạn. Tula đao vẫn không dừng, cắt thân ảnh cầm đao kia thành hai đoạn. Lúc này Chu Văn mới nhìn rõ ràng, sinh vật cầm đao bổ về phía hắn là một sinh vật hình người, đeo mặt nạ ác quỷ, nửa người trên hùng tráng trần trụi, trên lưng có hoa văn quái điểu. Đồ án quái điểu kia của hắn cơ hồ chiếm cứ toàn bộ vị trí vai trái sau lưng hắn, thoạt nhìn như khổng tước, tuy nhiên lại đỏ như máu. Mà nửa người dưới của sinh vật kia, mặc một loại hắc vũ phục, vừa giống váy vừa giống quần, tóm lại không nói được nó rốt cuộc là thứ gì. Giết! Tiếng giết như núi kêu biển gầm vọt tới, khiến màng nhĩ Chu Văn đều ông, điếc cả tai. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mặt như là viễn cổ chiến trường, phía trên đại địa, khắp nơi đều là loại sinh vật kia. Bọn chúng từng tên cầm trường đao, trong mắt tràn đầy sát ý, giống như thủy triều hướng về Chu Văn xung phong tới. Chu Văn vung lên Tula đao, trong nháy mắt chém giết không biết bao nhiêu sinh vật tại phụ cận, nhưng những sinh vật kia căn bản không sợ chết, vẫn đâm đầu nhào lên. Chu Văn một bên giết một bên xông về phía trước, hy vọng có thể tìm được đám người A Sinh, nhưng chưa đi bao xa, Chu Văn liền phát hiện ra vấn đề. Những sinh vật bị hắn giết kia, vậy mà lại sống lại, thân thể của bọn hắn coi như bị đánh thành vài đoạn, còn có thể tự động hồi phục lại, trong nháy mắt không nhìn thấy bất cứ vết thương nào, lại tiếp tục vọt lên. Kỳ quái, Thiên Chi Atula là khủng cụ cấp đao, đừng nói đám sinh vật này thực lực chưa đạt thần thoại cấp. Coi như thần thoại sinh vật, chỉ sợ cũng phải hữu tử vô sinh, bọn nó lại không bị sao, điều này tựa hồ không thích hợp. Chu Văn phát hiện vấn đề, một bên suy tư một bên xông về phía trước.
Bị đám quái vật bất tử bất diệt này quấn lấy, đám người A Sinh chỉ sợ gặp phải phiền toái lớn. Hiện tại Chu Văn chỉ muốn nhanh chóng tìm được bọn hắn. Có kinh nghiệm của lần trước, Chu Văn không thuấn di, chẳng qua không ngừng xung phong trên đất bằng, có tu la đao trong tay, những sinh vật như thủy triều lao tới kia, căn bản không ngăn được hắn. Các bạn đang nghe chuyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1197, Thánh Đồ. A Sinh và An Thiên Tá tiến vào Atula đạo về sau, gặp phải tình huống giống hệt Chu Văn, dưới tình huống như vậy. Bọn hắn không có khả năng chờ Chu Văn cùng nhau hành động, chỉ có thể một mạch tiếp vào trước liều mạng. A Sinh hơi hoài nghi nghi Âu Dương Lam bọn hắn rốt cuộc tiến nhập Atula đạo hay không. Nơi này nguy hiểm như thế, coi như Âu Dương Lam bọn hắn thật sự đi vào, cũng có thể biết khó mà lui ra ngoài. Dù sao loại chiến trường này thực sự quá nguy hiểm, khắp nơi đều là tu la, ngay cả cơ hội nghỉ ngơi cũng không có. Nhưng An Thiên Tá nhận định Âu Dương Lam khẳng định tới nơi này, một đường không ngừng xông về chỗ sâu Atula đạo. An Thiên Tá mặc áo giáp vào về sau, đã là tồn tại khủng cụ cấp, trong tay mang theo gát linh. Điên cuồng bắn phá những ác quỷ Atula kia, những nơi nòng súng chĩa quan, mảng lớn quái vật ngã xuống, thân thể đều bị bắt nát. Nhưng không lâu lắm, những quái vật kia lại đứng lên, thân thể trở về hình dáng ban đầu, lại nhào tới. Bên trong đám quái vật kia không thiếu tồn tại thần thoại cấp, thế nhưng đối mặt với hỏa lực của An Thiên Tá, căn bản không xông tới đã bị đánh nổ thân thể, tình cơ có một hai con lọt lướt, đều bị A Sinh xử lý nốt. Hai người một đường tiến lên, xung phong không biết bao xa, phía trước xuất hiện một tòa tế đàn quỷ dị. Tế đàn kia do từng cột đá màu đen tạo thành, có tất cả 12 cột đá, mà vị trí trung ương nhất có một cột đá đứng thẳng, phía trên treo cột cờ. Lá cờ kia đón gió bay lên, trên lá cờ vẽ đồ án mỏ neo thuyền. An Thiên Tá và A Sinh không nhìn mặt lá cờ kia, mà ánh mắt của bọn hắn đều tập trung vào phía trên những mặt trụ đá kia. Chỉ thấy vài người bị trói lên trên cùng của cột đá, bên trong có Âu Dương Lam, vài người khác trên trụ đá, đều là tướng lĩnh Lạc Nhật Quân theo chân Âu Dương Lam đế hoàng Tuyền Thành. Bọn hắn bị xiềng xích trói phía trên cột đá, phần lớn người đều hôn mê đi, thậm chí có người đang hấp hối. Thấy trên thân đám người Âu Dương Lam có dấu vết bị quất, quần áo vỡ tan, máu tươi từ trong khe quần áo chảy ra ngoài, ánh mắt An Thiên Tá trong nháy mắt lạnh xuống. Gát linh nhả đạn như phun ra lửa, hỏa lực càng trở nên cuồng bạo, mạnh mẽ oanh phá đám quái vật tu la cản đường, tồn tại thần thoại cấp cường đại, trước mặt lốc đạn chỉ yếu ớt như tờ giấy. Thân hình An Thiên Tá bay lên, muốn xông lên tế đàn, cứu đám người Âu Dương Lam. Đột nhiên, một đạo lãnh quang đột ngột xuất hiện, như ảo ảnh bắn về phía An Thiên. Đạo lãnh quang quá nhanh, trong chớp mắt đã đến vị trí trái tim trước ngực hắn, An Thiên Tá không điều chỉnh họng súng gát linh. Cong, cái tay còn lại của An Thiên Tá cầm đại kiếm, quỷ mị hạ áp chế, tầng tầng đâm vào lãnh quang. Tia lửa văng khắp nơi, rõ ràng đạo lãnh quang kia là mũi tên, đầu mũi tên cùng chuôi kiếm va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Thân hình An Thiên Tá không bị khống chế lui lại một bước, mũi tên này cũng lệch khỏi quỹ đạo rồi, bắn xuống đất. Ầm ầm, mặt đất bị bắn nổ thành một cái hố to, cái mũi tên này lại biến mất không thấy gì nữa. An Thiên Tá nhíu mày nhìn về phía tế đàn, chỉ thấy phía trên cột đá kia có một thân ảnh mặc khôi giáp màu tím, mang theo mặt nạ ác quỷ. Hắn tay trái nắm lấy một thanh cung săn, cái tay còn lại kéo ra, mà mũi tên bắn lén kia lại xuất hiện trong bàn tay hắn, bị ngón tay hắn nhẹ nhàng nắm. Rốt cuộc đã đến sao? Chờ ngươi rất lâu. Người kia nhìn An Thiên Tá lạnh nhạt nói, ngươi là ai? An Thiên Tá nhìn chằm chằm người kia chậm rãi hỏi. Trên thân người kia có khí tức thủ hộ giả, tuy nhiên lại không cảm giác thấy khí tức nhân loại, cũng không biết bên trong khôi giáp kia có phải người hay không. Thánh đồ, Tiêu, người kia bình tĩnh nói, ngươi đang chờ ta. An Thiên Tá cũng không lập tức phóng tới trước tế đàn, chẳng qua lạnh lùng hỏi. Đúng vậy, Tiêu khẽ gật đầu. Ngươi đem bọn hắn bức bách tới nơi này, chính là vì dẫn dụ ta tới đây. An Thiên Tá tiếp tục hỏi. Tiêu gật gật đầu lại lắc đầu, một nửa, ngươi phải chết, bọn hắn cũng phải chết. Vì cái gì? An Thiên Tá không tức giận tiếp tục hỏi. Tiêu không trả lời, lại đột nhiên nở nụ cười, mọi người đều nói, sinh con phải như An Thiên Tá. Hôm nay xem xét,
cũng chỉ đến như thế, mẹ của ngươi bị ta dán tại nơi này, sinh tử còn không biết, ngươi lại còn có tâm tình nói chuyện phiếm với ta. Vẻ mặt An Thiên Tá không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn Tiêu nói, ngươi đã không muốn nói, vậy để ta đoán đi. Hả, vậy ngươi đoán thử xem. Tiêu hứng thú nhìn An Thiên Tá. Ngươi vì sự tình chúng ta điều tra đội khảo sát, cho nên muốn giết chúng ta. Ngữ khí của An Thiên Tá không hề nghi vấn, mà đây là khẳng định tự thuật. Suy đoán của ngươi cũng chỉ thế thôi sao? Tiêu không phủ nhân, có thể đoán được cái kết luận này cũng không phải khó. Ngươi đến từ Thánh Địa. An Thiên Tá tiếp tục nói. Không ai. Tiêu gật đầu thừa nhận, cười híp mắt nhìn An Thiên Tá nói, ta vừa báo hai chữ Thánh Đồ, ngươi có thể khẳng định ta đến từ Thánh Địa, cái này cũng không khó đoán. Ngươi đến từ Quỹ Tích Thánh Điện. An Thiên Tá không hề bị lay động, nói lần nữa. Tiêu lần này hơi kinh ngạc, nhìn An Thiên Tá hỏi, làm sao ngươi biết ta đến từ Quỹ Tích Thánh Điện? Đây cũng không phải việc khó đoán, ngươi có thể tự mình đoán. An Thiên Tá lạnh nhạt nói. Tiêu nở nụ cười, ngươi quả nhiên là người thú vị, ta có chút không bỏ được giết ngươi. Đáng tiếc a, ngươi hôm nay nhất định phải ngã xuống ở đây, từ đó trên thế gian này không còn An Thiên Tá nữa. Dứt lời, Tiêu giơ cung săn trong tay lên, lắp tiến lên, chẳng qua mục tiêu hắn nhắm vào không phải An Thiên Tá, mà Âu Dương Lam trên trụ đá. Ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, ngươi hẳn phải biết, bằng tốc độ của tiễn này, tuyệt đối có thể giết chết nàng trước khi ngươi qua đây. Nếu ngươi muốn nàng tạm thời sống sót, hãy tự đoạn một tay sau đó ta có thể cho ngươi cơ hội đánh với ta một trận. Tiêu nói, ngươi đã thua, ngươi không có lòng tin chiến thắng ta. An Thiên Tá nhìn Tiêu nói, Tiêu lạnh nhạt nói, ta chẳng qua không thích quá phiền phức. Thật không? Tay cầm kiếm của An Thiên Tá đột nhiên chuyển động, trực tiếp chém về phía cánh tay phải của mình, chạm tận gốc cánh tay cầm Gatling xuống. Leng keng, Gatling cùng cánh tay cùng nhau rơi xuống đất, máu tươi chảy đầy đất. Đốc quân, A Sinh vừa sợ vừa giận, còn muốn cánh tay trái của ta nữa không, ta cũng có thể cho ngươi. An Thiên Tá ngăn A Sinh lại, thần sắc lạnh lùng nói. Ánh mắt Tiêu hơi ngưng tụ, chậm rãi chuyển rời hướng cung tên từ trên người Âu Dương Lam, chậm rãi hướng về phía An Thiên Tá, lạnh giọng nói, An Thiên Tá. An Đốc Quân, chiến thần Lạc Dương, ngươi có tư cách cuồng vọng, nhưng ngươi lại lựa chọn sai địa điểm và thời gian cuồng vọng, càng chọn sai người. Rất nhiều người nói với ta những lời này, trên cơ bản đều đã chết. An Thiên Tá lạnh nhạt nói. Chương 1198, Tiêu. Thật không? Tiêu nhắm cung tên về phía An Thiên Tá, đầu mũi tên dần dần phát sáng lên, bắt đầu như đèn ngầm. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng đầu mũi tên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nóng rực, giống như một vàng mặt trời. Thái Dương Chân Thân, Xạ Nhật Quyết. An Thiên Tá hơi ngẩn ra. Thái Dương Chân Thân thì cũng thôi đi, chỉ cần đi qua Thái Dương Thánh Điện sẽ có cơ hội thu hoạch được. Nhưng theo hắn biết, hiện tại tựa hồ chỉ có An Tĩnh mới luyện Xạ Nhật Quyết. Trước kia hắn cũng tưởng Chu Văn cũng luyện, nhưng sau này mới phát hiện Chu Văn không phải luyện Xạ Nhật Quyết. Mấu chốt là Xạ Nhật Quyết sau này chỉ có An gia có, hình như không truyền ra ngoài mới đúng. An Thiên Tá thất thần trong nháy mắt, mũi tên kia vừa vặn bắn tới, như Thái Dương rơi xuống, mang theo lực lượng nóng dựa, trùng kích xông về phía An Thiên Tá. An Thiên Tá chỉ còn lại một cánh tay, nắm đại kiếm, ánh mắt kiên định mà chấp nhất, giơ lên đại kiếm chém về phía vầng mặt trời kia. Oanh! Ánh sáng mặt trời huyễn lệ, bị đại kiếm chém vào giữa, lưỡi kiếm cùng đầu mũi tên chạm vào nhau, hào quang kinh khủng như bom hát nổ tung lên. Tu La bốn phía trong nháy mắt bị diệt, A Sinh cũng bị đợt xung kích này hất bay ra ngoài. Cũng may mặc dù A Sinh chưa tấn thăng khủng cụ cấp, nhưng hắn một thân có kỹ năng và phối sủng vô cùng phong phú, trên không trung mượn lực bỏ chạy, đánh tan lực trùng kích trên người. Quang diệu qua, An Thiên Tá nắm đại kiếm đứng tại chỗ, bốn phía khu vực lớn biến thành hố sâu, từng quái vật Tu La đang nhúc nhích phục hồi như cũ. Ngươi học Xạ Nhật Quyết từ nơi nào? An Thiên Tá nhìn chằm chằm Tiêu hỏi. Ngươi không phải rất biết đoán sao? Vậy thử đoán xem. Tiêu chế nhạo nói. An Thiên Tá rõ ràng không phải người thích nói nhảm, đại kiếm trong tay chém về phía Tiêu trên trụ đá. Tiêu đứng trên trụ đá bất động, mãi đến khi đại kiếm đến trước mặt hắn, cơ hồ muốn đụng phải tóc của hắn, thân hình của hắn giống như bóp méo, chẳng những không lui lại, ngược lại xông về phía An Thiên Tá. Bởi không gian vặn vẹo, đại kiếm như tránh khỏi hắn vậy, lệch sang một bên, ngược lại cung săn trong tay Tiêu,
dùng dây cung làm lưỡi đao, chém về phía cổ An Thiên Tá. Đại kiếm vốn vụng về, khoảng cách giữa hai người quá gần, An Thiên Tá lại mất một tay, đã sắp bị bại. Tất cả mọi người đều coi An Thiên Tá sẽ tránh, nhưng An Thiên Tá không hề tránh. Lúc dây cung tiếp cận trong tích tắc, hắn hé miệng, dùng răng cắn dây cung trong nháy mắt tách ra. Cơ hồ đang cắn đoạn dây cung đồng thời, An Thiên Tá cầm đại kiếm trong tay chém ngang về phía Tiêu. Thân hình Tiêu Nhất chuyển, vạch ra một đường vòng cung, nhìn như không nhanh, tuy nhiên lại tránh né công kích của đại kiếm. Mà con đường công kích của đại kiếm như bị bóp méo, rõ ràng lưỡi kiếm có thể chém trúng Tiêu, nhưng cuối cùng vẫn lệch. Thân pháp độc cô ra, An Thiên Tá trong miệng nói xong, đại kiếm không hề ngừng, lần nữa chém về phía Tiêu. Không phải ngươi nói ta đến từ Quỹ Tích Thánh Điện sao? Có thân pháp độc cô ra có gì lạ? Thân hình Tiêu lơ lửng không cố định, tránh né một lần lại một lần công kích của An Thiên Tá. An Thiên Tá biết, sự thật không giống Tiêu nói. Thân pháp độc cô ra xác thực đến từ Quỹ Tích Thánh Điện, nhưng thứ mà Quỹ Tích Thánh Điện cho bọn hắn chẳng qua là kỹ xảo thân pháp. Độc cô ra có thành tựu như hiện tại, đó là thành tựu sau này bọn hắn không ngừng nghiên cứu lấy được. Quỹ tích thân pháp của độc cô ra đã đánh dấu đặc thù nhận dạng độc cô ra. Coi như hắn học được quỹ tích thân pháp từ Quỹ Tích Thánh Điện, cũng không thể giống quỹ tích thân pháp độc cô ra như đúc. Nhưng quỹ tích thân pháp này của Tiêu lại lộ ra mùi vị độc cô ra, mà không phải quỹ tích thân pháp thuần túy. Kiếm pháp của ngươi không được cuồng vọng như ngươi vậy. Tiêu tránh né mấy kiếm, cuối cùng lần nữa phản kích. Hắn né tránh đại kiếm đồng thời, phía trên dây cung bị cắt đứt sinh ra băng xương như một cây nước đá quét ngang về phía An Thiên Tá. Băng xương đấu khí của trung cực gia tộc. Đại kiếm An Thiên Tá đụng vào nó, một luồng hơi lạnh lập tức theo đại kiếm lan tràn tới, một nửa thân kiếm đều kết ra băng xương. An Thiên Tá đánh văng thân cây cung ra, nhưng Tiêu sử dụng nó như cây côn, lại sử dụng quỷ dị vô song, đại kiếm An Thiên Tá không thể không cũng cây cung kia va chạm. Mỗi một lần va chạm, băng xương đấu khí trên cung không ngừng truyền đến đại kiếm lại truyền đến tay An Thiên Tá. Trên cánh tay cầm đại kiếm của An Thiên Tá đã kết đầy băng xương, hơn nữa còn lan tràn hướng về thân thể. Hiện tại ngươi còn dám xác định ta tới từ Quỹ Tích Thánh Điện sao? Tiêu một bên tiến công một bên nói. Đúng. An Thiên Tá trả lời rất bình tĩnh, nhưng ngữ khí vô cùng khẳng định. Hắn vung vẩy đại kiếm, mạnh mẽ bức lui Tiêu, băng xương trên người trong nháy mắt vỡ vụn, bắn tung tóe khắp nơi, vụn băng rơi xuống đầy đất, mà thân thể An Thiên Tá lại không bị băng xương ảnh hưởng. Lại có thể miễn dịch băng xương đấu khí, ngươi không nên hiển lộ sớm như vậy, nếu chờ một chút, chờ thời điểm ta tới gần, đột nhiên bùng nổ công kích, hẳn có thể tạo cho ta một ít phiền phức. Không cần. An Thiên Tá một kiếm tiếp một kiếm. Kiếm pháp của hắn bá đạo mà công chính, kiếm pháp người bình thường bá đạo, thỉnh thoảng sẽ mang theo chút tà khí. Tựa như Thiên Ngoại Phi Tiên của Chu Văn cũng bá đạo, nhưng loại bá đạo của An Thiên Tá hoàn toàn khác. Thân pháp Tiêu biến ảo, chiêu thuật càng thiên biến vạn hóa, tựa hồ hắn có thể sử dụng thành thạo kỹ năng thành danh của lục đại gia tộc anh hùng. Dù cho An Thiên Tá, trong lòng cũng nghi ngờ không thôi. Hắn biết đây tuyệt đối không phải năng lực bắt chước, mà phải chân chính khổ công tu luyện, thứ mùi này không giống nhau, hắn có thể cảm giác được. Cái tên này rốt cuộc là ai? Trong lúc nhất thời An Thiên Tá lại không thể chiếm thượng phong. A Sinh còn chưa tấn thăng khủng cụ cấp, mặc dù thiên phú của hắn đặc thù, có thể mơ hồ thấy một chút bóng dáng. Nhưng tóm lại chỉ là cái bóng mơ hồ, không chênh lệch gì nhiều so với không nhìn thấy, chẳng qua đại khái biết bọn hắn đang chiến đấu chỗ nào mà thôi. Cắn răng, A Sinh né tránh khu vực bọn hắn chiến đấu, phóng về phía tế đàn kia, muốn trước tiên cứu đám người Âu Dương Lam. Bành! A Sinh muốn xông lên tế đàn, rõ ràng tế đàn không có bất cứ thứ gì ngăn trở, thời điểm hắn tiến lên. Giống như đụng phải tường, bị bắn trở về, đụng mặt mũi bầm dập, trong lỗ mũi chảy ra hai hàng máu tươi. A Sinh triệu hồi ra phối sủng, hóa thành dao găm đâm về phía không khí, nhưng chỉ cong lên một tiếng, khiến tay cầm dao găm chấn run lên, dao găm không thể đột phá vào. A Sinh nếm thử đủ loại phương pháp, muốn đột phá bình chướng vô hình này, nhưng kết quả vô dụng. Một bên khác, An Thiên Tá cùng Tiêu không ngừng chiến đấu, nhưng cục diện vẫn sàn sàn nhau, người nào cũng không thể chiếm cứ thượng phong. Thân hình An Thiên Tá đột nhiên dừng bất động, đại kiếm trong tay chỉ Tiêu, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa phảng phất đều biến mất, giữa đất trời giống như chỉ còn lại một thanh đại kiếm kia. Tiêu mang theo mặt nạ,
không biết biểu tình gì, thân hình của hắn cũng yên tĩnh lại, con mắt nhìn chằm chằm An Thiên Tá. Trên khôi giáp màu tím của hắn cũng rộ lên màu vàng óng, quang huy kinh khủng lại ngưng tụ thành bộ dáng vương miện trên đỉnh đầu. Thần thánh hoàng thể, An Thiên Tá nhận ra đó là cái gì, không khỏi khẽ nhíu mày. Thần thánh hoàng thể bắt nguồn từ thần hoàng thánh điện, cho tới nay đều do tạp bội gia tộc truyền thừa. Lực lượng khủng cụ hóa của ngươi cùng loại với lực lượng luật pháp hệ, có thể phá trừ chư tà, nhưng loại lực lượng hoàng quyền này hẳn là khắc tinh của ngươi. Tiêu Như thần hoàng chí cao, nhìn xuống An Thiên Tá. Các bạn đang nghe chuyện Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1199, bên trong tế đàn. Đại kiếm nguyên bản chiếm cứ toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt trở nên nhỏ bé, ngược lại bàn tay Tiêu vỗ xuống, kiếm khí bên trên đại kiếm lập tức sụp đổ, tốc độ cao sụp đổ. Đại kiếm trong tay An Thiên Tá đều ông ông trực hưởng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bẻ gãy. Dưới lực lượng cường đại áp bách, mỗi bước tiến của Tiêu, An Thiên Tá đều lui lại một bước, thân đại kiếm dưới áp lực bắt đầu uốn lượn. Trước mặt hoàng quyền, luật pháp chỉ là đồ chơi mà thôi, luật pháp chi kiếm của ngươi không thể thắng được hoàng quyền, ngươi cũng vậy, không thể thắng được ta. Tiêu không ngừng áp bách An Thiên Tá, đồng thời dùng lời nói nhiễu loạn ý chí An Thiên Tá. An Thiên Tá không nói một lời, bước chân lại giống như cây đinh đóng trên nham thạch, không lui về sau nữa, đại kiếm trong tay cưỡng ép chống lại lực lượng hoàng quyền của Tiêu. Bị chèn ép càng ngày càng cong, đại kiếm cứng nhắc phảng phất biến thành cây trúc, sắp bị uốn cong thành 90 độ. An Thiên Tá, ngươi bại bởi ngươi quá tự tin quá cuồng vọng, nếu như hai tay của ngươi đều còn, ta chưa chắc thắng nhẹ nhàng như vậy. Đáng tiếc, ngươi chỉ có một cái tay, quá yếu. Tiêu nói xong, lực lượng hoàng quyền trên người triệt để bùng nổ, một quyền oanh kích mà xuống, kim quang mạnh mẽ đánh gãy thanh đại kiếm kia, đem An Thiên Tá bao phủ bên trong kim quang huy hoàng. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của Tiêu đột nhiên đại biến, vận chuyển quỹ tích thân pháp nhanh chóng lùi về phía sau, tuy nhiên lại quá muộn. Oanh! Lực lượng hoàng quyền rực rỡ như kim quang bị phá toái, An Thiên Tá cầm trong tay đoạn kiếm mà ra, trong chốc lát đến trước mặt Tiêu, đoạn kiếm đâm về phía trái tim của hắn. Quỹ tích thân pháp của Tiêu biến ảo quỷ dị, thời điểm hắn cho rằng thoát khỏi đoạn kiếm công kích, đoạn kiếm trong tay của An Thiên Tá lại đột bay ra, một kiếm quán xuyên trái tim hắn. Kình lực trên đại kiếm vẫn không đình chỉ, mang theo thân thể Tiêu đâm về phía cột đá phía sau, đóng thân thể hắn phía trên cột đá. Tiêu đưa tay muốn đem đoạn kiếm rút ra, nhưng thời điểm ngón tay hắn đụng phải đoạn kiếm, lập tức như chạm vào điện cao thế, bị đoạn kiếm kia bắn ra, đồng thời đoạn kiếm kia càng đâm vào sâu hơn. Hoàng quyền thì thế nào? Trong mắt ta, chỉ có đúng sai, không có cái khác. Đừng nói bây giờ thời đại này sớm đã không có hoàng đế, cho dù có, làm sai vẫn phải bị luật pháp trừng phạt. An Thiên Tá nói xong liền muốn phóng tới tế đàn, giải cứu đám người Âu Dương Lam bên trên tế đàn. Tiêu bị đóng trên trụ đá bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến điên cuồng, hai tay của hắn bắt lấy đoạn kiếm trước ngực, mặc cho lực lượng luật pháp hệ cắt chém thân thể của hắn. Huyết nhục và áo giáp của hắn đều bị lực lượng luật pháp cắt ra từng đạo vết thương, nhưng đoạn kiếm kia vẫn bị hắn mạnh mẽ rút ra khỏi lồng ngực. Leng keng. Tiêu nắm đoạn kiếm ném xuống đất, vết thương trên người cơ hồ hoàn toàn phá nát trái tim, đang dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng khép lại, chẳng qua trong chớp mắt, đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Tiên thiên bất bại thần công. An Thiên Tá nhíu mày nhìn Tiêu, hắn nhận ra đó là loại lực lượng gì. Tiêu ngưng cười, lơ lửng giữa không trung, lạnh giọng nói, cái ngươi gọi là luật pháp, chỉ là sản phẩm của cường giả mà thôi, ngươi đủ mạnh, cho nên có thể đủ định ra luật pháp, có thể phá hoàng quyền. Nếu ngươi không đủ mạnh, nói chuyện luật pháp trừng trị cái gì, chung quy chỉ là chuyện cười mà thôi. An Thiên Tá, ngươi nói có luật pháp, vậy có thể có luật pháp, đó là bởi ngươi đủ mạnh, nhưng cái này có gì khác biệt với hoàng quyền? Chỉ là thay đổi bằng cái tên khác mà thôi. An Thiên Tá, luật pháp chi kiếm của ngươi, nói cho cùng, vẫn là cường quyền chi kiếm, cần gì phải lừa mình dối người. Đến trình độ như bọn hắn, chiến đấu đã không còn thuần túy dựa vào kỹ xảo chiến đấu, mà cấp bậc cao hơn, tín niệm đối kháng. Nếu một người tự biết mình đuối lý, vậy hắn có tạp niệm trong đầu vô phương toàn lực chiến đấu, dù cho chẳng qua tâm thần trong tích tắc thất thủ, cũng trở thành sơ hở chí mạng của ngươi.
Trái lại, nếu ngươi chiếm cứ được chữ lý, tín niệm không gì phá nổi, ban đầu chỉ dùng hết sức lực, nhưng về sau thậm chí có thể bộc phát ra 12 phần lực lượng. An Thiên Tá không nhúc nhích chút nào, vẫy tay, đoạn kiếm kia tự động bay trở về trong lòng bàn tay của hắn. An Thiên Tá nắm đoạn kiếm nói, không quan trọng, ta chưa bao giờ nghĩ tới người và người bình đẳng, luật pháp của ta chỉ là pháp, cùng chỉ làm pháp. Nói xong, An Thiên Tá từng bước một đi về phía Tiêu, bên trong đoạn kiếm, sinh ra từng đạo luật pháp lực lượng, giống như xiềng xích, không ngừng mà ngưng tụ phía trên đoạn kiếm, đền bù khuyết tổn trên thân kiếm, khiến lực lượng trên đoạn kiếm càng ngày càng mạnh. Tiêu nắm chặt thanh cung đứt dây, Tiêu cùng bước tới, mỗi một bước của hắn, phảng phất toàn bộ thiên địa theo thân hình của hắn ép về phía An Thiên Tá. Đó không phải quỹ tích thân pháp của Độc Cô Gia nữa, mà là đoạt thiên lộ của Hạ Gia. Mặc kệ thân pháp và lực lượng của Tiêu biến hóa thế nào, đoạn kiếm trong tay An Thiên Tá vẫn như cũ. Không có quá nhiều hoa xảo, không có đủ loại năng lực kỳ diệu, nhưng tất cả lực lượng đều bị kiếm lực của hắn phá. Tiêu biến hóa thế nào, cũng không cách nào chiếm cứ thượng phong. Tiêu, không có thời gian cho ngươi tiếp tục chơi. Một thanh âm từ bên trong tế đàn truyền đến, một thân ảnh xuất hiện từ đằng sau lá cờ cắm trên cột đá. Người kia ăn mặc rất giống Tiêu, cũng mặc áo giáp và mang theo mặt nạ ác quỷ, có điều thân hình hắn càng thêm khôi ngô cao lớn, thân cao tiếp cận 3 mét, đã không giống như nhân loại bình thường. Trong lòng An Thiên Tá và A Sinh đều siết chặt, chuyện bọn hắn lo lắng nhất đã phát sinh. Đối phương hao tốn nhiều tâm tư như vậy, dẫn dụ bọn hắn đến nơi này, không có đạo lý chỉ có một mình Tiêu tại đây. Thực tế đã chứng minh như vậy, sau khi nam nhân kia xuất hiện sau lá cờ kia, chậm rãi đi tới trước cột đá phía Âu Dương Lam, nhìn Âu Dương Lam bị khóa trên cột đá, gần như đã hôn mê. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm, Tiêu nói. Ta cũng không muốn quản, có điều bọn hắn nhất định phải chết. Nam nhân kia nói, liền giơ lên nắm đấm, trên nắm tay toát ra thái dương quang, mang theo lực lượng nóng bỏng, đánh về phía Âu Dương Lam. Dừng tay, A Sinh liều mạng va về phía tế đàn, lực lượng của hắn không đủ, vô phương xông phá kết giới phía trên tế đàn. Thân thể đâm vào bên trên kết giới, ngược lại khiến bản thân rụng gãy xương cốt, máu tươi từ trong miệng mũi tràn ra. Biết xông vào không có khả năng, A Sinh khẽ cắn răng, trong mắt nở rộ hai tia sáng yêu dị, tựa hồ có từng con số trong mắt hắn lưu chuyển. Trong tế đàn, cánh tay nam nhân kia như bị dây thừng vô hình trói buộc lại, hơi dừng một chút, quay đầu nhìn thoáng qua A Sinh phía ngoài. Chỉ thấy thất khiếu A Sinh chảy máu, vầng sáng quỷ dị trong hai mắt càng ngày càng mãnh liệt. Ta ghét nhất là côn trùng. Cánh tay nam nhân kia nhất chuyển, một quyền này ngược lại đánh phía A Sinh bên ngoài. Oanh! A Sinh căn bản không kịp trốn tránh, thân thể bị thái dương lực quyền bao phủ lại, ngay cả mặt đất cũng bị đánh thành một cái hố cực to. Chương 1200, Thái âm phá thái dương. Áo giáp trên người A Sinh nát vụn, thân thể bỏng hết sức nghiêm trọng, da thịt sắp bị đốt thành than cốc, ngã vào trong hố lớn, trên thân bốc khói lên, cũng không biết sống hay chết. Nam nhân kia quay người liền muốn lần nữa xuống tay với Âu Dương Lam, tuy nhiên lại phát hiện cỗ lực lượng kia lại quấn lên cánh tay của hắn, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy A Sinh đang giãy giụa từ từ dưới đất bò dậy, hắn thụ thương quá nghiêm trọng, ngay cả đứng lên cũng khó khăn, nhưng ánh sáng yêu dị trong mắt vẫn không hề yếu bớt. Côn trùng ác tâm, giống con rán, thật khiến người ta buồn nôn. Nam nhân chán ghét nhìn A Sinh liếc mắt, trên nắm tay thái dương chi lực càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền mãnh liệt làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Dù có đứng bên ngoài tế đàn, đều có thể cảm ứng được nhiệt lượng khủng bố bên trên cánh tay của hắn. Rõ ràng nam nhân kia muốn một lần duy nhất giải quyết A Sinh, không có hứng thú dây dưa với hắn. Lần này thái dương chi lực trên quyền của hắn so với trước hơn 100 lần, đó chính là lực lượng khủng cụ cấp chân chính, không như lúc trước chẳng qua tiện tay nhất kích. Trong mắt nam nhân lộ ra tà ác hào quang, quả đấm của hắn cũng không chuyển hướng về A Sinh, mà tiếp tục hướng về phía Âu Dương Lam. Nếu hiện tại A Sinh từ bỏ dây dưa, quả đấm của hắn sẽ đánh về phía Âu Dương Lam, nếu A Sinh không buông tha, chờ sau đó, ngay cả một cơ hội chạy trốn cũng không còn, sẽ trực tiếp bị giết chết. A Sinh đã nhìn ra dự định của nam nhân kia, nhưng hắn không có lựa chọn khác, khó khăn đứng trong hồ lớn. Trong con mắt con số không dừng vận chuyển, hóa thành lực lượng kỳ dị, cuốn lấy cánh tay nam nhân kia, để hắn không thể đánh về phía Âu Dương Lam. Trong nội tâm A Sinh rất rõ ràng, lực lượng của hắn kỳ thật không đủ để trói buộc nam nhân.
Nam nhân sở dĩ không trực tiếp đánh phía Âu Dương Lam là cố ý khiến cho hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan, để hắn nhận giày vò về mặt tâm linh. A Sinh không hề tức giận, ngược lại cảm thấy vui mừng, bởi vì lực lượng của hắn còn chưa đủ dùng chân chính ngăn cản nam nhân. Lại không thể xông vào tế đàn, hành động như vậy của nam nhân kia ngược lại giúp hắn có thể kéo dài thêm một chút thời gian. Ngươi đã đến giờ. Thấy A Sinh không hề bị lay động, nam nhân mất hứng thú tiếp tục chơi, lực quyền khủng bố đánh về phía A Sinh. Toàn bộ thế giới đều phảng phất bị thái dương lực quyền bao phủ, ngay cả không khí cũng bị hòa tan. A Sinh, đi. An Thiên Tá mấy lần muốn vọt qua, tuy nhiên đều bị Tiêu Cuồn lấy, không thể tiến lên, nhìn A Sinh hét lớn. Đốc quân, ta chỉ mong kiếp sau còn có thể làm phó quan của ngươi. A Sinh thản nhiên đối đầu với thái dương lực quyền của hắn, hiện tại đã không còn cơ hội chạy trốn. Ánh sáng và nhiệt độ kinh khủng hòa tan hết thảy, mắt thấy sắp bao phủ thân hình A Sinh, đột nhiên một cơn gió mát thổi tới. Hỏa diễm kinh khủng gặp phải thanh phong kia, chẳng những không thể bùng lên, ngược lại bị dập tắt trong nháy mắt, chẳng qua trong thời gian nháy mắt. Thái dương lực quyền cứ như vậy vô thanh vô tức dập tắt, chỗ từng cơn gió nhẹ thổi qua, mặt đất ngược lại kết xuất băng sương. Một tiên nữ uyển chuyển ngồi trên một mảnh lá chuối tây rung rinh bay đến bên cạnh A Sinh. A Sinh thấy rõ ràng bộ dáng thiếu nữ kia, lập tức vui mừng quá đỗi, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy Chu Văn ôm Nha Nhi đang tới, hắn hô to, Văn thiếu gia, ngươi rốt cuộc đã đến, làm sao chậm như vậy? Thấy Chu Văn, vẻ mặt An Thiên Tá cũng hòa hoãn lại, nhìn kỹ Tiêu Chiến Đấu. Vẫn còn sống, không tệ. Chu Văn đi tới phía trước tế đàn, nhìn về phía nam nhân đứng bên trên tế đàn. Ngươi chính là Chu Văn. Tới thật đúng lúc, khó tránh khỏi ta đi một chuyến nữa. Nam nhân đánh giá Chu Văn cùng ba tiêu tiên liếc mắt, lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Chu Văn nhìn nam nhân kia hỏi. Thánh đồ. Liệt. Nam nhân kia cao ngạo trả lời. Văn thiếu gia, bọn hắn đến từ Thánh Điện, sự tình đội khảo sát mất tích đều liên quan đến bọn hắn. A Sinh đứng một bên nói. Ta biết rồi, giao cho ta. Chu Văn triệu hồi ra một chút đan tinh vứt cho A Sinh, sau đó tự mình đi về phía tế đàn. Ngươi hết sức tự tin, chẳng lẽ chỉ bằng khủng cụ cấp phối sủng có thuộc tính cực âm kia sao? Lực lượng của nàng xác thực khắc chế ta, có thể cản ta một lát, nhưng có điều hết sức đáng tiếc, ngươi không thể vào tế đàn, ngay cả tư cách ngăn cản ta cũng không có. Liệt lạnh giọng nói ra, sau đó một quyền đánh về phía đám người Âu Dương Lam. Hắn không muốn phiền toái nhiều như vậy, muốn trước tiến giải quyết đám người Âu Dương Lam. Như nắm đấm của Liệt còn chưa hạ xuống, lại đột nhiên nghe được oanh một tiếng, kết giới bên ngoài tế đàn trong nháy mắt phá toái, một đạo kiếm quang phá không tới. Liệt kinh hãi, ra quyền đánh phía kiếm quang, nhưng hắn thái dương lực quyền của hắn lại không ngăn nổi kiếm quang kia. Quyền cốt trong nháy mắt bị đâm xuyên, nếu như không phải thân thể của hắn tránh về một bên, ngay cả thân thể cũng bị xỏ xuyên qua. Kiếm quang kia xuyên qua quyền cốt của Liệt, vờn quanh một vòng, bay về bên người Chu Văn, hóa thành một thanh kiếm trôi nổi bên người Chu Văn. Chu Văn đã đến bên người Âu Dương Lam, nắm chặt kiếm hoàn biến thành kiếm, liên tục tam kiếm, chặt bỏ toàn bộ xích sắt khóa lại Âu Dương Lam, đưa tay tiếp nhận Âu Dương Lam rơi xuống, triệu hồi ra đan tinh đút cho nàng. Nha Nhi lưu lại bên người A Sinh, A Sinh thấy Âu Dương Lam được cứu, cuối cùng thở dài một hơi. Liệt nhìn kiếm hoàn trong tay Chu Văn, không, hề còn cuồng ngạo như trước nữa. Tiêu, không phải nói Lạc Dương chỉ có An Thiên Tá cùng Lãnh Tông chính là khủng cụ cấp sao? Tại sao lại lòi ra gia hỏa này? Thái dương thần quang trên người Tiêu không ngừng ngưng tụ lại, cả người như thái dương tản ra ánh sáng và nhiệt lượng, đồng thời lớn tiếng nói, ta làm sao biết? Tiêu lạnh nhạt nói, có điều thế này cũng tốt, càng thú vị hơn một chút, chẳng lẽ một đứa con riêng của An gia ngươi cũng không giải quyết nổi. Liệt không có tâm tư cùng Tiêu nói nhảm, thái dương thần quang trên người càng ngày càng mãnh liệt. Có được thái dương chi lực, ngươi là người của thái dương thần điện. Chu Văn đánh giá Liệt hỏi. Đừng đem ta đánh đồng với ngươi và đám côn trùng kia, ta là thánh đồ thái dương thần điện. Liệt lạnh giọng nói. Nói như vậy ngươi không phải người. Chu Văn hơi kinh ngạc đánh giá Liệt, bởi vì khí tức thủ hộ giả trên người Liệt quá cường liệt, hắn không cách nào xác định. Áo giáp bên trong có người hay không, có điều bên trên cảm giác, Liệt không phải thủ hộ giả thuần túy. Dĩ nhiên không phải. Liệt không ngừng mà xúc tích lực lượng, cả người giống như một viên đạn hạt nhân bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Âu Dương giáo sư và người đội khảo sát, có phải bị các ngươi chụp tới hay không?
Chu Văn tiếp tục hỏi, xuống địa ngục đi hỏi bọn hắn đi. Liền nói xong, trên thân tích xúc lực lượng trong nháy mắt bùng nổ, thái dương chi lực kinh khủng như sao trời nổ tung, sinh ra biển lửa và quang huy khủng bố. Chu Văn không hề động, một bên Ba Tiêu Tiên há miệng lại phun ra một ngụm thái âm phong. Liệt tích xúc thái dương chi lực đã lâu, nhưng trước mặt thái âm phong, trực tiếp bị dập tắt. Ngay cả ngọn lửa trên người Liệt cũng bị dập tắt, cả người đều bị thái âm phong cuốn lại, đâm về phía trên cột đá mới dừng lại. Thời điểm ngã xuống đất, trên người hắn đã kết xuất băng xương, giống như tượng băng. Liệt dãy dụa đứng lên, trong mắt lại tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn biết Ba Tiêu Tiên là phối sủng có thuộc tính cực âm. Tuy nhiên lại không ngờ nó mạnh đến thế, đơn giản là khắc tinh của hắn, thái dương thần lực bị khắc chế gắt gao, không đem lại tác dụng gì. Các bạn vừa nghe xong tập 120 của bộ truyện Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Xí Thiên Sứ tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.